Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Trên Đời Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với chỗ của anh Đặng chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng hàng bonsai lùng liền tiếng nơm đẹp quá ha cô chú anh chị. Dạ, mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho anh Đặng luôn ạ. Dạ, em xin phép được vô clip luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ, lô mai hôm nay thì đa số là hàng bonsai á cô chú anh chị. Bonsai đủ dáng đủ kiểu luôn nha quý cô chú. Dạ rồi, em xin phép được vô clip luôn ạ. Dạ, em xin chào anh Đặng ơi. Chào em ha, bữa nay anh giới về được 17 phôi mai bonsai ha, lùng lực không ha. Giá hữu nghị luôn cô chú anh chị ơi. Nói chung là con bắt được lô này rẻ thì con để giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi ha. Để không mất thời gian nữa đi vào cây mạch số 1 ha. Con là Đặng thì trắng cách rồi ha. Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ha. Đó. Cây cây nóng hổi không cô chú anh chị ơi, mới về hôm qua nay à. Em này đến nôm chơi dán đổ được không ha? Dạ, cây này mình chơi đổ vẫn được ha. Không, mình không thích thì mình chơi đổ nó. Chực đổ gì nó cũng đổ thì nó quái ha cô chú anh chị. Có cành lá này rất đẹp ha. Cây chỉ gì vài trăm mà cô chú anh chị ơi, vài trăm triệu ngoài à. Để không mất thời gian nữa đi vào cây mã số 1 ha. Bệnh đo được chỗ này 16 ha cô chú anh chị. Cái cần đổ này nó đo được nó 24 ha. Đế số nôm nó là 27 ha cô chú anh chị. Đó. Cụ đế đặt nó là 36 ha. Đó. Đó, cái này mình chơi đổ vẫn được ha. Nhìn nó rất là duyên cây ha cô chú anh chị. Còn thích thì mình chơi đứng. À, mình lột cái cành bay vẫn được ha. Dạ, thân rất là luôn ha. Dạ. Đế đều nha cô chú anh chị. Đế đều băng nguyên một cục luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cây mấy cây mu không cô chú anh chị, rễ cám rất nhiều ha. Mấy rễ lồng nó rất là nhiều ha. Để mất thời gian nữa cây mã số 1 này xin giao lưu giá 700 ngàn ha. Cây bên con là bao ship bao sống toàn quốc ha. Dạ, 700 nha cô chú. Dạ. Mã số 1. 700 ngàn cô chú anh chị ơi, rất là dễ chơi ha. Mà cây này là cái lô này là bông dảo Thủ Đức hết trơn ha cô chú anh chị. Dạ. Bông dảo hết, bao bông luôn. Cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Đó. Chơi dán bay bay. Một cây bay ha. Đó. Lắc lượng rất là đẹp ha. Mà muốn chơi đổ thì mình cắm nó xuống một chút. Đó. Cây đổ quyền vậy ha cô chú anh chị. Đế có đế mà cô chú anh chị dễ chịu. Rất là dễ chơi cô chú anh chị ơi. Giá vài trăm ngàn à. Cây ưng ý, cây đẹp, cốt cành có sẵn hết ha. Đó, cái này mình chơi bay cũng được, chơi đổ ha. Còn ở đây thì mình sửa lại mình chơi bay ha cô chú anh chị. Đó, cây dáng tự nhiên hết ha. Để em đo cái cành phóng này ha. Cành phóng là được 28 ha cô chú anh chị. Rồi cái cành bay này được 35 ha. Còn thân đo trên này là được 24 ha cô chú anh chị. Đế số nôm nó là 25 ha. Tổng nồi đế của nó là 60 cô chú anh chị ơi. Đó, mình bay vẫn được ha. Thôi mình đổ vẫn được ha cô chú anh chị. Đó, giờ mình trồng mình sửa dáng thôi. Sửa thế cô chú anh chị muốn chơi thể loại nào cũng được ha. Đó. Đến với cái mã số 2 là con xin giao lưu giá 700 ngàn luôn ha. Dạ, 700 ngàn chị mình trang cảnh cái số 1 luôn nha. Dạ. Hoành thân tới 24 luôn cô chú anh chị ơi. Nó cũng lớn lắm. Ở trong hình thì con không biết sao sao nó bóp hình hay gì đó chứ ngoài nhìn cây nó khá lắm cô chú anh chị. Anh xin phép đổi cây ha. Tiếp tục là cây số 3 ha, một cây này cây lắc. Con cũng không biết cây gì nữa. Nó có cái co này rất đẹp ha. Đó rồi về mình muốn chơi sửa cho nó đổ nó bay gì vẫn được ha cô chú anh chị. Đó, cốt rất là bự ha. Đó. Cây này nó cũng duyên cây. Dạ, để thì bỏ đều luôn á. Dạ. Có vài trăm ngàn rồi cô chú chị ơi, dễ chơi lắm.
để con đo ha. Dạ cái này chiều cao con đo được là 43 ha. Bình thân đo được chỗ này 19 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế đó được 80 ha cô chú anh chị. Cây cũng quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Đến cái mã số 3 này xin giao lưu giá 650 ngàn ha. Trời coi bên này mã số 3 650. Nha, về ngang ở đế nó cũng quái cây. Rồi xin phép đổi cây à. Cây. Dạ số 4 này một em dán trực trên cuối của chúng. Ồ một cây giật ha mà cú cành nó đều lắm cô chú anh chị ơi. Khích gịch luôn. Về muốn chơi cao thì mình tán ăn đây mình chơi lùng ha. Dạ cây cao được 1m15 hay cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này là 24 ha. Dạ. Nếu con đo chồm xuống cái cũ dưới đây nó cỡ 30 á cô chú anh chị ơi. Đế có điều hết không có cắm nhất nào nha. Dạ. À, tổng nồi đế nó mét là 94 ha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó là 94 ha. Nó thoát thân tới tay cành là được 15 ha. Một cây chật ha. Cái này mình ghép mau chơi luôn cô chú anh chị. Dạ, này về mình đút vô mình ghép mau lắm cô chú anh chị ơi. Đến với cây mã số 4 này xin giao lưu giá 750 ngàn ha. Dạ. Quỳnh nó 24 đó cô chú anh chị, có 750 ngàn à, dễ chơi lắm. Bao ship gì tới nhà luôn. Dạ, như mấy cây này từ ship em không là chắc cũng có trăm ngoài ngàn à. Dạ. Rồi, cốt cành có điều hết, xin phép đổi cây ha. Số 5. Số 5 con thú ha cô chú anh chị. Cây này cũng mới quái luôn. Cây này nó quái thiệt. Người ta gọi như mắt che mắt chút á cô chú anh chị. Đế thì nôn nha cô chú anh chị. Nó nhìn nó quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Để con đò ha. Chiều cao nó được 58 ha cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này 24 ha. Tổng nồi đế nó là 78 ha cô chú anh chị. Đế số nôm nó được 25 ha. Đó. Cái này nó quái lắm cô chú anh chị ơi. Đế nôm mà cốt cành nó có sẵn hết trơn ha. Đó mình không về mình tán mình chơi. Mình tán ngang đây mình chơi nó chơi cái bộ đế này không cũng lời nó cô chú anh chị ơi. Mấy trăm ngàn cây à. Bông cũng đẹp lắm. Đến với cây mã số 5 này xin giao lưu giá 700 ngàn ha. Giá hữu nghị lắm cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị sao ủng hộ con clip này ha. Rồi xin phép đổi cây à. Cây mã số 6. Này quá trời có đế à cô chú anh chị. Này như cây này rất là duyên ha cô chú anh chị. Nó có cái đuôi ha, thú vậy ha. Mình về mình mà gan nữa thì mình bấm ngang đây mình chơi ha cô chú anh chị. Mình chơi cục đế này thôi cũng lời nữa. Dạ đế số 5 thì đều con. Dạ. Cây này cây nóng không nghe cô chú anh chị mới về 2-3 bữa nay à. Dạ. Chưa lên nếp nào hết, nóng hổi luôn cô chú anh chị ơi. Cây cao được 65 hay cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này 19 ha. Để con đo củ đặc. Củ đặc cái này là 40 hay cô chú anh chị. Dạ. Tổng nồi đế nó là 60 ha. Đế nó không chống chỗ nào hay cô chú anh chị. À, đế nôm sổ nó 25 ha. Dạ, đế nôm mà nó gom củ đế nha cô chú. Nguyên một cục luôn cô chú anh chị ơi. Có cái đuôi luôn á. Có cái đuôi nè. Cái này nó con hươu cao cổ vậy. Ừ, cốt cành có sẵn hết. Đến với cây mã số 6 này xin giao lưu giá 1 triệu 2 ha. Dạ, 1 triệu 2, con mấy ngày mã số 6. Dạ, mấy cây này giờ kiếm cũng khó cô chú anh chị ạ. Nguyên cái bệ đít nè. Ha. Chú anh chị về không thích thì bấm ngang đây mình chơi ha. Vẫn đẹp ha.
bóng ngang đây thì nó chừng 20 hoành rồi cô chú anh chị ơi. Không tới nữa, chừng 15 hoành nè. Đó. Đó, mình chơi ở đây ha. Đây có đuôi mình dựng lại. Mình chơi bonsai, mình ép chậu nó ha. Rồi, xin phép đổi cây ạ. À. Rồi. Tiếp theo số 8 nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục cái mã số 8 ha. Cái này như siêu phẩm ha cô chú anh chị. Cốt cành như sắp luôn cô chú anh chị ơi. Cốt cành đúng. Dạ. Như sắp vậy. Cây rất đẹp ha. Dạ cây cao được 69 ha cô chú anh chị. Mình thân đo chỗ này 24 ha. Dạ. Đo củ đặt dưới này là được 40 ha. Dạ tổng nội đế là 69 ha cô chú anh chị. Đế nôm sổ nó 27 ha. À, để nó bấu vô gì ha cô chú anh chị. Cốt cành nó như sắp vậy ha. Đó, đây nó bể da màu lớn lắm cô chú anh chị ơi. Mấy cái đất này nó bể da dù sao. Dạ. Đây có cọng cây bự mình cắt ha. Nó có cọng cây nhỏ ha cô chú anh chị. Nhìn nó gom cây dữ lắm ha. Rồi đến cái cây mã số 7 này xin giao lưu với 2.200.000 ha. Đây rất là duyên cây ha. Rồi tiếp tục cây số 8 nha ha cô chú anh chị. Bonsai luôn à. Cái này mình chơi bonsai ha, ép cái chậu nhỏ nhỏ là một người bưng một rồi cô chú anh chị ơi. Khá cây lắm. Đế thì đều ở trơn, không có bị trống bên nào luôn. Dạ không trống bên nào hết ha. Cây ngoài nhìn khá cây lắm cô chú anh chị ơi. Dạ cây cao được 43 ha. Mình thăng đo được chỗ này 23 ha cô chú anh chị. Dạ. Dạ đế nôm sổ là 25 ha. Tổng cái nồi đế đặt nó là 87 ha cô chú anh chị. Có nhiều nguyên cái núi vậy ha. Đây cốc cành cũng có ha cô chú anh chị. Đây về dựng ngọn chơi rất là đẹp, mau chơi ha. Nó có bị bể cái miếng da này ha cô chú anh chị. Lúc mình nhận chuyển á, nó tha keo rồi. Rồi đến cái mã số 8 này xin giao lưu giá 1 triệu đồng ha. Rồi 1 triệu một cái bonsai, yeah. Bonsai ha, lực cây lắm nha cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê rồi. Nó gãy lông nó quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Về là mình xả ra mình trồng luôn à. Dạ. Yeah. Rồi con xin phép đổi cây à. Đến cái mã số 9 ha cô chú anh chị. Đó. Cây nó con thú lên lết ha. Quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Thân này lắc lờ uống lượng luôn. Dạ, trên đây nó cũng có cốt cành ha. Mình về không thích thì mình tán ăn đây ha. Đó. Mình chơi cục này thôi. Chơi 100.000 cô chú anh chị ơi, dễ chơi lắm. Ở dưới con báo đây là nó bị bể, thằng nó đang kéo ha cô chú anh chị. Đó, mình lóng tay của con ha. Đó. Dạ cây cao được 40 ha cô chú anh chị. Mình thân đo cho được chỗ này là 19 ha. Tổng nồi đế nó là 65 ha cô chú anh chị. Đó, có cái con này rất đẹp ha, mình không thích mình tán ở đây mình chơi ha cô chú anh chị. Rồi đến với cây mã số 9 này xin giao lưu giá 600.000 ha cô chú anh chị. Dạ thôi bây giờ số 9 600 nha cô chú. Dạ. Thằng dạ. Giá dễ chơi lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, em đổi. Dạ, xin phép đổi. Rồi mà xuống nè. À, nguyên cái núi luôn cô chú anh chị ơi. Đế nơi mà nó gom rồi đế nè. À. Cây lùng lực dữ lắm nghe cô chú anh chị. Mặt này cũng đẹp ha cô chú anh chị. Mặt này cũng phê ha. Dạ cây cao được 43 ha cô chú anh chị. Đến nôm sổ là 30 ha. Quỳnh thăng đo được chỗ này 24 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế đặt nó là 7.
Dạ, tổng là đế đặt đó là được 85 hay cô chú anh chị? Dạ. À, nguyên cái núi luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 10 là giao lưu giá bao nhiêu rồi? À, đến cái cây số 10 này xin giao lưu giá 1 triệu 2 ha. Dạ, 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Ừ. Hôm nay đến cái này thì mình ép vô cái chậu ha, như cái núi rồi cô chú anh chị ơi. Mã số 11. Rồi, đến với cây 11 hay cô chú anh chị? Cây này cây lùng lực nha ha. Cũ dữ lắm cô chú anh chị à. Cây này phê lắm. Dạ cây cao được 30 ha cô chú anh chị. Mình thăng đo được chỗ này là 25 ha. Dạ. Đây. Để đo cái cụ đặt nó. Dạ, củ đặc nó là 40 ha cô chú anh chị. Dạ. Đế nôm mà nó gom củ nha cô chú. Dạ, đế nôm sổ là được 19 ha. Này gì mình ép vô cái chậu nhỏ nữa mình chơi cô chú anh chị ơi. Đó. Mấy cái mà mấy cái đục này là đục ghẻ cô chú anh chị ơi. Ghẻ thì mau kéo dữ lắm. Rồi, đến với cây mã số 11 này con xin giao lưu giá 1 triệu 100 ngàn ha. Dạ. Cái củ đặc luôn á cô chú. Dạ. Yeah. Mã số 11. Rồi em đổi luôn rồi. Rồi. Số 12. Rồi, yeah, tiếp tục là cây 12 ha cô chú anh chị. Mấy cái trắng trắng này nó bị gẹp sáp á cô chú anh chị. Em xịt rửa ra. Về mình trồng rồi mình tưới thêm Gimingon vô là nó hết ha cô chú anh chị. Dạ. Đường thăng rất khéo ha, cốt cành có sẵn hết trơn ha cô chú anh chị. Mặt nào cũng đẹp ha. Cành 1, cành 2, cành phong nó cũng vẫn có đủ hết trơn cho mình chơi ha. Cây lắc lượng rất đẹp. Dạ cây cao được 54 ha cô chú anh chị. Dạ đế số nôm đó là 25 ha. Hoàng thăng đo được là 23 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế đặt nó là 70 nha. Nguyên một cục đặt luôn cô chú anh chị à. À, nguyên cục này mình đặt luôn nè. Đế nôm mà nó dạ. Đế đều luôn cô chú, nó trắng nha. À, dạ, đến với cái đến với cây 12 này xin giao lưu giá 1 triệu 600 ngàn ha. Dạ, 1 triệu 6. Dạ. À, em đổi luôn ha. 17. Lộn, lộn. Mã số 13. Mã số 13. Tiếp tục cây 13 ha cô chú anh chị. Đó. Mặt như con thú vậy ha. Nhìn mà mình chơi vẫn đổ vẫn được ha cô chú anh chị. Ha, lợp đây cành đổ đổ ha. Đây mình lợp cái cành đuổi theo ha. Đây là cành hồi, đây cái đọt. Nhìn nó quái cây lắm. Dạ. Cây này khá cây lắm cô chú anh chị ơi. Mình chơi này thì chơi như con thú nó quay đầu vậy ha. Nó cũng quái quái cây nè cô chú anh chị ơi. Để ăn đo ha. Dạ cây cao được 40 ha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng đo được chỗ này 26 ha. Dạ đế số nôm là được 30 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó là 85 ha. Đó, cái mặt này nhìn rất là duyên ha. Như con thú vậy ha cô chú anh chị. Rồi đến với cây mã 13 này con xin giao lưu giá 2 triệu 200 ngàn ha. Dạ 2 triệu. Quái lắm. Mình chưa đổ vẫn được ha cô chú anh chị. Đây cái mặt tiền ha. Hậu vẫn có đế ha cô chú anh chị. Ông mà gãy lông rất là nhiều ha. Cái mấy cây này về thả đất vô là mau khỏe lắm cô chú chị ạ. Rồi tiếp tục là cây 15, 14 ha. Đó như con ốc sên luôn cô chú chị ơi. Một cốc cành như sắp vậy ha. Dạ hả? Cũ là dữ lắm. Dữ lắm cô chú chị ạ. Đo thông số ha.
Dạ là cây này cao được 65 hay cô chú anh chị? Dạ một gốc củ đế thôi. Dạ. Để con đo cái thốc thân nè. Thốc thân tới tay cành là 20 hay cô chú anh chị? Đó đây là được 27 hả cô chú anh chị? Không cắn gì hết trơn ha. 27 ha. Đo chồm xuống đây ha cô chú anh chị. Đây là nó ra 34 ha cô chú anh chị. Nó cũng đo nhiều chỗ lắm. Nhưng cái củ đặc đó là ra 45 ha cô chú anh chị. Để cộng để lực. Dạ. Yeah. Như đây như con ốc sên vậy ha. Tổng nồi đế nó có thôi đi khỏi đo nồi đế. Dạ. Yeah. Quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Đế sổ nôm đó là 20 á cô chú anh chị, nó cũng cao lắm ha. Đó, có gan tay em nè. Cốt cành có sẵn hết trơn luôn. Đó, đến với cây 14 này con xin 14 này xin giao lưu giá 1.500.000 ha. Mặt này rất đẹp ha cô chú anh chị. Không ha cô chú anh chị. Dạ. Để nôm sổ rất cao ha. Cây mình chuyển thế nó thành cây đổ vẫn được ha cô chú anh chị. Đó. Chơi cây chật vẫn được ha. Để nó rất là gom ha. Để nó đo thông số ha. Dạ cây cao được 46 ha cô chú anh chị. Mình thăng đo chỗ này 28 ha. Đó. Rồi đo chồm trên này luôn ha cô chú anh chị. Là 25 nghe cô chú anh chị. Dạ. Dạ đế số nôm nó là 25 ha cô chú anh chị. Dạ tổng nồi đế nó là 56 ha. Ở đây có cọng rễ con chảo nó vô ha. Nó hơi bị tét cái con tha keo à. Rễ thì mau liền lắm cô chú anh chị ơi. Rồi đến với cây 15 này xin giao lưu giá 1.200.000 ha. Dạ 1.200.000. Dạ. Xin phép. Dạ mã số 16. Đến với cây 16 ha cô chú anh chị. Đó. Cây này dáng trực lắc ha. Khá là lực cây lắm cô chú. Lực cây lắm cô chú anh chị ơi. Mấy cái nó dạ. Đây có rễ ha, con cắt á cho thành cái đuôi ha cô chú anh chị. Cái này mình chơi đổ vẫn được ha. Mình chơi chật thì nó đẹp hơn, nó chật lắc nè. Cốt cành nó có sẵn hết trơn cô chú anh chị ơi, về mau chơi lắm. Dạ, cây cao được 49 ha cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này là 32 ha. Rồi con đo chồm xuống cái củ này một chút ha, là nó ra 35 ha cô chú anh chị. Dạ đế sổ nôm nó là 22 ha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế nó là 70 ha. Dễ chơi. Cũng đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đến cái cây mã 16 này con xin giao lưu giá 1.400.000 ha. Dạ 1.400.000 mã số. Dạ hoành ba mấy luôn á cô chú anh chị. Con 1.400.000 à, dễ chơi lắm. Dạ. Rồi. 17 ha. Tiếp tục cây 17 là cây cuối clip của con ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Đó, cây này thì nó con cũng biết tả sao nữa. Cốt cành này nó như sắp hết trơn cô chú anh chị ơi. Được có con cái nó có hai chân nó chồm ha. Mình về mình ghép dạo sắn nó xuống đây cũng được ha. Còn thôi mình lợp ra, mình ghép hai bo cho nó lợp ra ha, ra cái mâm mình chơi. Đó, cây này nó cũng quái cây lắm cô chú anh chị ơi, nguyên củ đặc nè. Dạ. Còn không á thì về mình bỏ vô chậu chủ nhật mình chơi hai cái chân ha. Như con thú nó chồm lên vậy ha. Dạ cây cao được 70 nha. Bình thân đo được chỗ này là 26 ha cô chú anh chị. Dạ tổng nồi đế là 85 ha cô chú anh chị. Đó. Nó cũng quái lắm cô chú anh chị ơi. Cốt cành thì có sẵn là mau chơi lắm. Đó, một cây quái ha. Có hai cái rễ nó chồm cái hàng trước ha. Rồi đến với cây 17 là cây cuối clip này rồi con xin giao lưu giá 1.900.000 ha.
chín thôi nha. Dạ. Một triệu 900 ngàn cô chú anh chị ơi. Cốt cành có sẵn mau chơi ha. Rồi con cũng rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con clip này. Nó đang có thêm nhiều động lực ha. Kiếm mấy cây đẹp giá rẻ về phục vụ cô chú anh chị gần xa ha. Dạ. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con clip này. Dạ. Dạ. Xin chào, kết thúc clip ở đây luôn nha cô chú.